Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Lật vòng tránh thai bị rối loạn kinh nguyệt là tình trạng nhiều nữ giới gặp phải khi áp dụng biện pháp tránh thai này. Chị em rất hoang mang lo lắng, không biết mình bị như vậy có nguy hiểm hay không. Hôm nay đến với câu hỏi của bạn Hạnh Lê. Cho hỏi em đặt vòng mà em có kinh nguyệt hồi tháng trước, đến nay được 1 tháng 20 ngày rồi mà chưa có lại, vậy em phải làm sao? Liệu em có thai không? Bạn đang gặp phải vấn đề rối loạn kinh nguyệt sau khi đặt vòng rồi, bạn Hạnh Lê ơi. Bạn mới đặt vòng được hơn 1 tháng nên các tác dụng phụ đó vẫn được coi là bình thường. Hạnh cần theo dõi khoảng 3 chu kỳ. Và nếu bạn ra máu khoảng 7 ngày, dài hơn kỳ kinh nguyệt bình thường và bạn thấy có đau bụng hơn bình thường thì bạn sẽ đến bác sĩ để bác sĩ điều chỉnh vòng cho bạn. Tay nghề của bác sĩ sẽ ảnh hưởng đến khả năng tránh thai. Đây cũng là phương pháp an toàn đến 99,9%. Nếu đặt vòng với bác sĩ tay nghề tốt thì không có thai nhé bạn Hạnh. Và PMT Doctor xin nhắc lại, tác dụng phụ đó là bình thường. Các bạn thân mến, đặt vòng tránh thai là phương pháp đưa vòng tránh thai, dụng cụ tử cung vào trong buồng tử cung của người phụ nữ. Vòng tránh thai có tác dụng ngăn cản tinh trùng vào gặp trứng cũng như ngăn cản sự thụ tinh vào tử cung làm tổ, do đó chị em sẽ không bị mang thai ngoài kế hoạch. Sau đặt vòng tránh thai, chị em có thể gặp phải một số biểu hiện bất thường do cơ thể có những phản ứng phụ với vật thể lạ từ bên ngoài đưa vào. Một trong những vấn đề phổ biến chị em gặp phải là bị rối loạn kinh nguyệt. Ngoài ra, tình trạng rối loạn kinh nguyệt sau khi tháo vòng tránh thai cũng thường xảy ra với phụ nữ. Chị em có thể dễ dàng nhận thấy kinh nguyệt không đều, có thể đến kỳ kinh bất cứ lúc nào, hay thời gian hành kinh kéo dài, bị đau bụng dưới đến khi chu kỳ kinh nguyệt, máu kinh ra quá nhiều, xong kinh hay kỳ kinh có thể kéo dài trên 7 ngày, kèm theo hiện tượng đau mỏi lưng. Sự thay đổi này phụ thuộc vào loại vòng bạn lựa chọn hoặc do cơ địa của từng người. Biểu hiện của đặt vòng tránh thai bị rối loạn kinh nguyệt. Sau khi đặt vòng, chị em bị rối loạn kinh nguyệt thường có những dấu hiệu điển hình như sau. Lượng máu kinh ra nhiều. Một số khác sẽ gặp phải trường hợp lượng máu kinh ra ít đi. Xong kinh. Máu kinh kéo dài hơn 7 ngày mà không có dấu hiệu ngưng. Điều này không chỉ gây ra những khó chịu hay rắc rối cho chị em, mà có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễm trùng phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung. Chu kỳ kinh không đều, có thể thưa hoặc dày. Và vì sao đặt vòng tránh thai bị rối loạn kinh nguyệt? Nguyên nhân là do cơ thể phản ứng với vật thể lạ hoặc do bạn sử dụng vòng tránh thai ảnh hưởng đến nội tiết tố. Hiện nay có hai loại vòng tránh thai được sử dụng, một loại chứa nội tiết progestin và một loại chứa chất đồng. Trong đó, vòng tránh thai bằng đồng có thể khiến cho nội tiết tố bị điều chỉnh, mất cân bằng gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, làm cho chu kỳ kinh có thể kéo dài hơn hoặc dày hơn. Vậy thì đặt vòng tránh thai mà bị rối loạn kinh nguyệt như vậy thì có sao không? Như đã giải thích cho các bạn ở trên, hiện tượng rối loạn kinh sau khi đặt vòng là những biểu hiện thường thấy và ít nguy hiểm. Chị em không cần quá lo lắng về vấn đề này. Tuy nhiên, các chị em cũng nên theo dõi sau khi đặt vòng thật chặt chẽ về tình trạng sức khỏe của mình. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì cần phải tới thăm khám bác sĩ để được điều trị kịp thời. Cần phải theo dõi ít nhất trong khoảng 3 kỳ kinh nguyệt. Trong trường hợp bị đau bụng kéo dài quá 7 ngày và cảm thấy sức khỏe có phần giảm sút, cơ thể mệt mỏi hoặc kinh nguyệt ra quá nhiều thì cần đến các cơ sở y tế để điều trị và xử lý cho kịp thời. Nếu cần thiết thì nên tháo vòng. Bạn Hạnh Lê đã có thể theo dõi được giải đáp này rồi. Trên đây là những thông tin cho câu hỏi đặt vòng tránh thai bị rối loạn kinh nguyệt có sao không, cũng nhằm giúp cho các chị em có thể yên tâm hơn trong việc thực hiện các biện pháp tránh thai. Nữ giới tốt nhất nên đi thăm khám định kỳ từ 3 đến 6 tháng sau khi đặt vòng để chắc chắn không gặp phải biến chứng do vòng tránh thai gây ra và đảm bảo không bị ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và tin tưởng PMT Doctor. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.